Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa qua thì một số khách hàng đã gọi điện và hỏi bên em là thắc mắc là chiếc máy nâng tiếng TD Acoustic có sản phẩm hàng nhái. Vâng, thì hiện tại trên thị trường bây giờ đã xuất hiện một chiếc máy nâng tiếng TD Acoustic nhà hàng CP600 hàng nhái. Thì xin được chia sẻ tới toàn thể quý vị và các bạn, nỗi lo của quý vị là sợ mua phải hàng nhái hàng giả. Thì như thế nào để quý vị và các bạn sở hữu một chiếc máy nâng tiếng CP600 chính hãng mà không mua sợ là mua phải hàng giả hàng nhái? Vậy thì hôm nay bên em giới thiệu một lô sản phẩm mới mà bên em mới nhập về, mà cũng là một lô sản phẩm do hãng TD Acoustic đã có nhận biết rằng trên thị trường có chiếc CP600 hàng giả hàng nhái. Thì đầu tiên quý vị và các bạn mua một chiếc máy nâng tiếng, phía bên ngoài đầu tiên có một chiếc tem TD Acoustic, vâng, CP600. Vâng, lô này mới về sản xuất tháng 12/2019. Tiếp theo đó là chiếc vỏ. Vâng, chiếc vỏ thì đã được nhà sản xuất thay đổi mẫu mới. Trên vỏ hộp có in TD Acoustic. Vâng, và chiếc vỏ cũ của TD Acoustic là một vỏ như thế này ạ. Vâng. Và phiên bản mới thì đã thay vỏ và in dập chữ. Và mời quý vị và các bạn xem nội thất bên trong. Xem bên trong một chiếc hộp mở ra thì đã nhà sản xuất đã làm thế nào để quý vị nhận biết được cái sản phẩm chính hãng. Vâng, đầu tiên là một chiếc tem phiếu bảo hành của công ty công nghệ TD Acoustic, có dấu của công ty, dấu đỏ các bác nhé, và một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Và các bác mua mà không có chiếc phiếu bảo hành này thì các bác lại phải xem xét. Tiếp theo đó, vâng, được đóng 3 lớp xốp. Vâng, giữa chèn một chiếc xốp này, trước của chiếc T8 là hay chèn như này. Bây giờ chiếc CP cũng rất là cẩn thận. Vâng, và chiếc dây nguồn thì không có thay đổi. Vâng, đầu tiên thì quý vị thấy chiếc tem sản phẩm chính hãng TD Acoustic có in dấu đỏ. Vâng, dây chuyền công nghệ Canada. Và một chiếc tem mã vạch. Vâng, tiếp theo đó là một chiếc tem check code và cào mã sản phẩm. Cào mã để gửi tổng đài kiểm tra hàng chính hãng. Tiếp theo đó là trên mặt trên lưng đã in chữ TD dập nổi. Vâng. Vâng, và với phiên bản trước ấy thì mặt trên lưng này là chưa được dập chiếc chữ nổi TD Acoustic. Vâng, và bây giờ hãng đã dập nổi để chống hàng giả hàng nhái. Vâng. Thêm cái này các bác rất là dễ nhận biết. Và tiếp theo đó thì về giao diện. Vâng, về giao diện thì chỉ có thay đổi một chút về cái mặt. Vâng. Về cái mặt này thì về cái phần chữ của kênh 1 và kênh 2 thì có kẻ viền xanh. Vâng, chữ nền xanh, chữ đây ạ. Vâng, với phiên bản trước thì là chữ trắng mà không có cái viền xanh này, không có kẻ xanh này. Vâng, thế là rất là dễ để nhận biết được khi mà các bác mua hàng chính hãng TD Acoustic CP600.
Thì điều đầu tiên, ngoài hộp các bác nhìn thấy cho em một chiếc tem TD Automatic CB600. Thứ hai là trên vỏ phải in TD Automatic. Tiếp theo đó, mở chiếc máy nâng tiếng ra thì bên trong có một chiếc tem chính hãng có dấu đỏ của TD Automatic và tem mã vạch và chiếc chữ logo TD Automatic dập nổi. Vâng, và tem check code cào mã sản phẩm. Vâng, và đó là những điều mà các bác cần biết khi mua một chiếc máy nâng tiếng TD Automatic, sản phẩm mã là CP600. Vâng. Và quý vị nào mà đặt hàng mua bên em nếu không đầy đủ như phiếu bảo hành, vâng, phiếu bảo hành và tất cả những thứ em đã có trong clip thì các bác sẽ không nhận hàng. Vâng, và cũng xin được báo giá với quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ đặt hàng bên em. Với chiếc máy nâng tiếng CB600 chỉ với 1.600.000 đồng bao ship toàn quốc. Vâng, 1.600.000 đồng bao ship toàn quốc và tặng các bác một cặp dây Canon. Vâng, tặng một cặp dây Canon để các bác kết nối, bao ship toàn quốc, sản phẩm chính hãng. Vâng, bác nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với bên em. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.